các tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Kể từ ngày thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc với 12 tổng bí thư và chủ tịch đảng. 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày sinh 19 tháng 5 năm 1890, ngày mất 2 tháng 9 năm 1969, quê quán Nghệ An. Tổng bí thư của đảng từ tháng 10 năm 1956 đến tháng 9 năm 1960. 2. Trần Phú. Trần Phú, ngày sinh ngày 1 tháng 5 năm 1904, ngày mất ngày 6 tháng 9 năm 1931, quê quán Hà Tĩnh. Tổng bí thư của đảng từ tháng 10 năm 1930 đến tháng 4 năm 1931. 3. Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong, ngày sinh, sinh năm 1902, ngày mất, ngày 6 tháng 9 năm 1942, quê quán Nghệ An. Tổng bí thư của đảng từ tháng 3 năm 1935 đến tháng 7 năm 1936. 4. Hà Huy Tập. Hà Huy Tập, ngày sinh 24 tháng 4 năm 1906, ngày mất 28 tháng 8 năm 1941, quê quán Hà Tĩnh. Tổng bí thư của đảng từ tháng 7 năm 1936 đến tháng 3 năm 1938. 5. Nguyễn Văn Cừ. Nguyễn Văn Cừ, ngày sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912, ngày mất 28 tháng 8 năm 1941, quê quán Bắc Ninh. Tổng bí thư của đảng từ tháng 3 năm 1938 đến tháng 1 năm 1940. 6. Trường Chinh. Trường Chinh, ngày sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907, ngày mất 30 tháng 9 năm 1988, quê quán Nam Định. Tổng bí thư của đảng khóa 1 tháng 5 năm 1941 đến tháng 2 năm 1951. Khóa 2 tháng 2 năm 1951 đến tháng 10 năm 1956. Khóa 5 tháng 7 năm 1986 đến tháng 12 năm 1986. 7. Lê Duẩn. Lê Duẩn, ngày sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907, ngày mất ngày 10 tháng 7 năm 1986, quê quán Quảng Trị. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương tháng 9 năm 1960 đến tháng 12 năm 1976. Tổng bí thư của đảng tháng 12 năm 1976 đến tháng 7 năm 1986. 8. Nguyễn Văn Linh. Nguyễn Văn Linh, ngày sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915, ngày mất 27 tháng 4 năm 1998, quê quán Hưng Yên. Tổng bí thư của đảng từ tháng 12 năm 1986 đến tháng 6 năm 1991, khóa 6. 9. Đỗ Mười. Đỗ Mười, ngày sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917, ngày mất ngày 1 tháng 10 năm 2018, quê quán Hà Nội. Tổng bí thư của đảng khóa 7, 8, tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997. 10. Lê Khả Phiêu. Lê Khả Phiêu, ngày sinh 27 tháng 12 năm 1931, ngày mất ngày 7 tháng 8 năm 2020, quê quán Thanh Hóa. Tổng bí thư của đảng khóa 8, tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. 11. Nông Đức Mạnh. Nông Đức Mạnh, ngày sinh ngày 11 tháng 9 năm 1940, quê quán Bắc Cạn. Tổng bí thư của đảng từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 1 năm 2011, khóa 9-10. 12. Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng, ngày sinh 14 tháng 4 năm 1944, quê quán Hà Nội. Tổng bí thư của đảng từ tháng 1 năm 2011 đến nay, khóa 11, 12, 13. Nguồn thông tấn xã Việt Nam. Video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được.
hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn sự Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn sự Việt để đón xem clip mỗi tuần.